Channel. Thế Na xin chào các bạn. Các bạn ơi, Na lại có đồ chơi mới nữa nè. Đây là cái hộp đồ chơi bếp, có cái xe đẩy siêu thị và có cái bếp thiệt là to luôn đó. Để Na mở hộp cho các bạn xem nha. Một bịch, hai bịch, ba bịch, bốn bịch. Ý, có cái cây gì nữa? À, cái này là cái xe đẩy nè. Năm bịch. Wow, hộp đồ chơi này to quá và có nhiều đồ chơi bên trong này quá. Lần đầu tiên Na thấy nhiều đồ như vậy đó nha. Nè, bên trong có rất là nhiều món luôn. Ý, hình như có chai tương ớt nữa đó. Còn có trái cây nữa. Thôi, bây giờ mình ráp thôi. Đầu tiên mình sẽ ráp cái xe đẩy siêu thị. Mình ráp lại để mình đẩy mình đi siêu thị mình mua đồ. Rồi, gắn vô trong đây. Tiếp theo là mình gắn cái mặt trước của cái xe nè. Rồi, được rồi nè. Nhưng mà còn thiếu một bên nữa. Bây giờ mình sẽ gắn cái bên này lại. Rồi, thấy gần xong rồi đúng không? Bây giờ mình cho cái tay cầm vô. Có cái tay cầm mình mới đẩy đi được. Đẩy đi, đẩy đi. À, còn thiếu cái bánh xe. Phải có bánh xe mình mới đẩy đi được chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái này vô để mình cho bánh xe vô mới được. Gắn vô cái lỗ này. Rồi, cho bánh xe vô thôi. Hai bên luôn. Còn hai bánh xe phía đằng sau nữa. Phải gắn vô luôn thôi. Gắn vô, gắn vô. Xong. Rồi, ở đây là cái chỗ để cho tụi mình ngồi lên khi mà mình mỏi chân á. Mình ngồi ngay chỗ đó xong ba mẹ đẩy mình đi. Bây giờ mình sẽ trang trí nó bằng cái đề can này nha. Mình sẽ dán ở đây. Hai bên đều dán y chang như vậy luôn. Đây là phía mặt trước của cái xe đẩy nè. Rồi, đây là chỗ cái tay cầm nè. Mình cũng dán luôn cho nó đẹp. Tăng tăng tăng, xong rồi đây. Đẩy đi siêu thị thôi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình ráp cái bếp nha. Cái bếp này to lắm. Cái bếp này không phải cho búp bê chơi mà là cho tụi mình chơi đó. Đây, đây là cái chỗ để mình nướng nè. Bên trong này mình sẽ gắn lại cái đồ để nướng á, nướng bánh nè, nướng pizza nè. Rồi, đây là cái miếng pizza. Mình sẽ cho vào trong đây luôn. Bây giờ mình sẽ gắn cái cánh cửa của lò nướng lại. Mở ra, thấy nguyên cái bánh pizza luôn. Rồi, đóng lại. Còn đây là cái mặt của cái bếp nè. Đây là cái chỗ bếp nè mấy bạn. Còn cái chỗ này là để nồi niêu nè. Hai bên luôn. Rồi, thôi bây giờ mình gắn lên nha. Nó sẽ nằm ở phía trên này. Xong. Tiếp theo, đây là có hai cái nằm hai bên. Một cái để đựng rau, một cái để rửa. Đầu tiên mình sẽ gắn cái rổ đựng rau. Mình gắn ở đây. Rồi, bây giờ mình gắn tới cái chỗ để rửa rau. Gắn hai bên luôn. Bây giờ mình làm cái bếp thành hai tầng nha. Cái chỗ này là để mình treo mấy cái muỗng nè, hoặc là để cái nắp nồi. Đây là cái nắp phía trên của cái bếp nè. Mình gắn lên luôn. Bây giờ mình sẽ gắn cho cái bếp nó hoàn chỉnh nha. Còn đây các bạn biết nó là gì không? Mình sẽ ráp vô. Đây chính là cái vòi nước đó. Vòi nước để mình rửa rau hoặc là mình lấy nước đó các bạn. Chỗ rửa chén đó. Rồi, gắn nó vô đây. Nè, chỗ này là nước nó chảy ra nè. Nó chảy xuống phía dưới. Rồi, đây là cái chỗ của cái bếp. Mình sẽ gắn vô đây. Nó là lửa màu đỏ đó. Rồi, còn chỗ đây là chỗ điều chỉnh của cái bếp nè. Mình xoay 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 nó là mình bật bếp. Còn mình dặn xuống là mình tắt bếp đó. Lửa nó sẽ cháy lên ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng đề can để mình trang trí cái bếp cho đẹp. Đây, cái lò nướng đang nướng bánh pizza. Còn chỗ này là cái chỗ để mình trang trí. Cái chỗ để điều chỉnh cái lò nướng. Còn đây là điều chỉnh cái bếp. On và off á, bật và tắt đó. Rồi, còn phía bên đây nữa. Mình cũng sẽ dán luôn. Vậy là xong một cái phần bếp rồi. Cái bếp của mình đã gần hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình sẽ dán xung quanh nó cho nó đẹp. Rồi, dán ở phía trên nữa. Ở phía trên nóc của cái bếp luôn. Còn để xem, còn hai bịch nữa nè. Rất là nhiều món ở trong đây. Để nào lấy ra cho các bạn xem nha. Và đầu tiên chính là cái cái máy nướng bánh mì nè các bạn. Bỏ vô nướng nó sẽ giòn, thiệt là ngon luôn đó. Còn đây là cái gì mấy bạn biết không? Đây là cái ấm để đun nước. Mình phải nấu nước sôi để nguội mình uống mình mới không bị đau bụng.
Cho nên cái ấm này là để mình nấu nè, nó có cái quay cầm đó. Rồi mình cho nước vào bên trong, rồi sau đó mình đậy nắp lại, rồi bắt lên bếp nấu. Nấu xong mình rót nước ra là mình có nước mình uống. Nước nó sẽ chảy ra cái lỗ này nè mấy bạn. Còn đây là cái gì ta? À, cái này chính là cái bình nước nóng lạnh. Đây là cái bình nước nè. Bình nước này là bình nước chưa được làm nóng hoặc chưa được làm lạnh. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào trong đây. Trong đây nó sẽ dùng điện. Một bên nó sẽ ra nước nóng và một bên nó sẽ chảy ra nước lạnh đó. Rồi lấy miếng nước lạnh uống nè. Rót nước ra cái ly. Và bộ đồ chơi này có tới 2 cái ly này luôn đó. 2 cái ly màu vàng thiệt là dễ thương luôn. Còn đây là cái 4 cái luôn. Cái đồ để cắt pizza, cái đồ để lấy pizza và cái muỗng luôn. Ngoài ra nó còn có cái chảo nữa nè. Cái chảo có cái nắp nữa đó. Và nó có cái nồi nữa. Cái nồi để nấu cơm, nấu canh đó. Đây các bạn nhìn xem. Đó, có nắp đậy luôn đó. Một cái nồi hoàn chỉnh. Ngoài ra nó còn có những cái hộp giấy để mình xếp thành những cái bánh, hộp bánh hoặc là hộp kẹo á mấy bạn. Đây là hộp bánh quy nè. Để bây giờ Na xếp lại. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Rồi, đã hoàn chỉnh rồi nè. Na đã có một hộp bánh quy. Tiếp theo là còn thêm một hộp nữa. Hộp này là hộp nước trái cây. Nước trái cây này là nước trái cây có hình trái cam và trái dâu. Và chắc nước này uống ngon lắm đó mấy bạn ha. Rồi mình cũng ráp lại luôn. Ngoài ra trong bộ đồ chơi này có rất là nhiều rau quả đó. Có trái bắp, trái cà rốt, trái chanh, trái khổ qua nữa đó. Có trái thơm và củ tỏi nữa đó. Đi, đi về thôi em ơi, về thôi. Mình đi siêu thị xong rồi. Được một giỏ luôn. Đi về, hai anh em mình về thôi. Đi, đi, đi về nhà, đi về nhà. Anh hai đẩy nhanh lên, nhanh lên. Em ngồi trên xe này, em không có mỏi chân nữa đâu. Đi, 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 đi về nhà thôi. Rồi, tới nhà rồi, để anh hai ẵm em xuống nha. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, em ngồi đây đợi anh hai nha. Anh hai lấy đồ mua được trong siêu thị ra. Dạ, anh hai cứ lấy đi. Để xem mình mua được những gì đã. À, đây, anh hai mua được bịch bánh quy nè. Anh mua hộp bánh quy này cho em đó. Khi nào đói bụng em ăn đi nha. Rồi, đây là cái hộp nước rau quả. Để xíu nữa anh hai uống. À, em thích uống, em thích uống. Ok, vậy cho em uống luôn. Rồi, để xem còn gì nữa. À, một cái trứng, để xíu nữa anh làm trứng ốp la cho em. Rồi, để xem còn gì nữa. À, con cua. Con cua này ăn rất là bổ, có nhiều canxi. Em ăn nhiều cho em mau lớn. Đây là cây nấm. Cây nấm này ăn rất là ngọt và bổ dưỡng đó. Còn đây là hành, để xíu nữa anh hấp với cua cho nó thơm. Cây hành này rất là tươi. Đây là bông cải. Bông cải cũng giàu chất dinh dưỡng lắm. Xíu nữa anh nấu cho em ăn luôn. Đây là trái chanh. Trái chanh này để làm nước chanh uống cho có nhiều vitamin. Đây là chai nước. Anh mua chai nước xíu nữa em uống nha. À, trái bắp nè. Trái bắp là trái anh yêu thích nhất đó. Để anh luộc bắp lên hai anh em mình ăn luôn. Rồi, đây là củ tỏi. Củ tỏi mình nấu lên mình ăn sẽ ngừa được bệnh cảm luôn đó. Rồi thôi em lên nhà trên đi. Em vừa ăn bánh em vừa chơi đồ chơi đi. Bây giờ anh sẽ nấu ăn cho. Dạ, vậy anh hai nấu đi. Khi nào xong anh hai kêu em xuống em ăn. À, em lên trên nhà trên chơi đi nha. Lên phòng khách chơi ngoan, thiệt ngoan đi. Anh ở dưới bếp anh nấu xong anh sẽ kêu em liền à. Dạ, rồi. Muốn nấu đồ ăn thì đầu tiên mình phải rửa. Mình phải rửa cho sạch đã, mở nước ra. Rồi, đầy nước rồi. Bây giờ rửa thôi. Rau trước khi mình nấu mình phải rửa. Rửa cho thiệt là sạch. Mình ăn mình mới không bị đau bụng. Đây, bông cải đã sạch rồi. Bây giờ rửa tới trái bắp thôi. Trái bắp màu vàng nhìn ngon quá. Đây, mình sẽ rửa nấm nữa. Cây nấm này nhìn màu cam đẹp quá. Rửa thôi. Sạch rồi. À, bây giờ anh sẽ rửa con cua. Rửa con cua cho thiệt là sạch để hấp lên cho bé Út ăn mới được. Ăn cua nhiều sẽ mau lớn lắm đó. Mau thành siêu nhân. Mau thành người mẫu công chúa lắm đó. Rồi, cua cũng sạch rồi. Bây giờ mình sẽ rửa cọng hành. Cọng hành này to quá.
chắc nấu lên chắc là thơm lắm đây. Ăn hành thơm lắm đó nha mấy bạn. Các bạn có ăn được hành không? À, rửa xong hết rồi, bây giờ mình cắt ra để mình bỏ vô nồi mình nấu thôi. Bây giờ mình sẽ dùng cái thớt này để mình cắt. Đầu tiên mình sẽ cắt cái bông cải này, bông cải xanh. Bông cải này to quá, phải cắt đôi ra. Cắt được rồi nè. Đây, tới trái bắp. Trái bắp này cũng to quá, mình phải cắt đôi ra mới được. Mình được 2 phần của trái bắp luôn. Tiếp theo mình sẽ cắt củ hành. À, củ hành nhìn tươi quá. Còn cái nấm nữa, nấm này nấu canh rất là ngọt nè. Mình cũng cắt ra để xíu mình nấu canh. Nhìn ngon quá, thiệt là hấp dẫn. Trái chanh hả, thôi cắt ra luôn, xíu nữa làm nước chanh uống. À, trái chanh nhìn ngon quá. Rồi, bây giờ tới con cua. Con cua này cũng bự quá, thôi phải cắt đôi ra mới được. Cắt đôi ra thì mình hấp nó mới nhanh chín. À, khó cắt quá. Rồi, được rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu thôi. Để xem, à, mình sẽ lấy cái nồi này. Đầu tiên mình sẽ luộc rau. Mình sẽ cho nấm vào, rồi cho bông cải vào. Mình sẽ nấu canh. À, nấu canh phải có nước. Mình lấy nước trong bình nước lọc này đi. Lấy nước ra. Rồi, được rồi, được rồi. Nấu canh biết nhiêu nước được rồi. Nhiều quá nó sẽ bị tràn đó. Rồi, bắt lên trên bếp thôi. Và bật lửa lên nè. À, phải đậy nắp lại nữa. Đậy nắp lại nó mới mau chín. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chảo này để mình chiên trứng nha. Muốn chiên trứng đầu tiên phải có dầu. Mình sẽ cho dầu vô. Bắt đầu đập trứng ra. Chiên trứng ấp la. Chiên trứng thôi. Bây giờ chỉ còn vỏ trứng không à. Rồi đậy nắp lại. Đợi một hồi nó mới chín. Không biết chín chưa ta. Để lấy cái muỗng để kiểm tra thử xem. Rồi lấy cái này đi. Kiểm tra thử. À, hình như chưa chín. Chưa chín. Còn cứng quá chưa có chín. À, trứng bị cháy rồi. Phải mở lửa nhỏ lại. Chín rồi, chín rồi. Thôi tắt bếp, tắt bếp. Múc ra dĩa thôi. Đầu tiên là cái bông cải nè. Xong rồi tới cây nấm nè. Và nấu canh hay quá. Chín rồi nhưng mà bông cải vẫn còn màu xanh, thiệt là đẹp. Bây giờ mình lấy nồi, mình hấp con cua nha. Bỏ con cua vô. Bỏ cọng hành vô cho nó thơm. Rồi muốn hấp được cũng phải cho nước vô. Phải đem qua cái bình nước lọc để lấy mới được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước thôi. Nếu mà cho nước vô như vậy thì là thành luộc rồi chứ không phải hấp đâu. Rồi bấy nhiêu được rồi. Mình nấu sôi lên là cua nó sẽ chín thôi à. Bắt lên bếp nè. Rồi mở lửa lên. Đậy nắp lại cho nhanh chín. À, không biết trứng chín chưa ta. Mình sẽ kiểm tra thử xem. Ồ, nó chín rồi nè. Thôi lấy ra thôi, lấy ra dĩa thôi. Ừ, nó hơi cháy rồi đó. Lấy nhanh để nó cháy bây giờ. À đúng rồi, mình kiểm tra cái bánh pizza mình nướng nãy giờ nó chín chưa nữa. Để xem. À, bánh pizza đang nướng chưa chín. Nó vẫn còn sống kìa. Thôi thôi mình đậy nắp lại, mình nướng thêm tí nữa nó mới chín. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cua nó đã chín chưa nha. Wow, con cua này to quá à, nó còn chưa chịu chín nữa. Thôi thôi, bây giờ mình phải đậy nắp lại để cho nó chín thôi. À đúng rồi, trong khi chờ đợi, mình phải nấu nước. Nấu nước để mình uống chứ. Mình uống nước lạnh là mình đau bụng đó. Đây, mình sẽ cho nước vào trong cái này nè. Rồi mình nấu lên. Rồi, mình sẽ lấy nước từ cái vòi này nha. Để vô, vặn nước thôi. Rồi, 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 được rồi, được rồi. Nước nhiều rồi, lấy ra. Nè, lấy bấy nhiêu nước nấu được rồi. Nấu vừa vừa thôi, nấu nhiều quá dư á.
Nè các bạn nhìn xem, mình lấy vừa vừa thôi nha, lấy nhiều quá nó tràn đó. Đây, đậy nắp lại, bắt lên bếp thôi. Bật lửa lên. Rồi, kiểm tra thử cua chín chưa ta. Ý, nó chuyển sang màu đỏ rồi kìa. Chắc cua nó gần chín rồi đó. Thôi thôi, lấy xuống cho ra dĩa thôi. Ý, nước sôi rồi, nước sôi rồi. Tắt bếp thôi. Rồi, đem nước xuống luôn. Bây giờ mình sẽ lấy dĩa ra, mình cho trứng ra ngoài đã. Wow, cái trứng chín rồi, ngon quá, ngon quá. À, bây giờ mình lấy cua ra dĩa luôn. Con cua chín rồi, nó màu đỏ thiệt là ngon. Rồi, lấy hành luôn. À, phải lấy nước nữa. Nước luộc cua nó ngon lắm ha. Mình phải lấy ra mình ăn luôn, để bỏ uổng. À, cho vô rau luộc luôn. Rồi, bỏ vô. Bây giờ mình sẽ rót nước ra ly nha. Nước nấu sôi và nguội rồi, mình rót ra ly để mình uống. Rồi, được rồi nè, biết nhiêu nước là uống đủ rồi đó. À, để xem coi bánh pizza chín chưa. Chắc là chín rồi, để xem. Wow, pizza chín rồi nè các bạn ơi. Thơm quá. Nó có xúc xích nè, có nấm nữa, có hành nữa nên rất là thơm và ngon. Và có phô mai ở trong đó nữa, thơm quá thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh pizza bằng cái dụng cụ này thôi. Dụng cụ cắt bánh pizza cũng trong đồ chơi này luôn á mấy bạn. Cắt ra, cắt ra. Đây, gấp ra dĩa thôi. Các bạn nhìn thấy ngon không? Mà nhìn thấy cũng đã thèm rồi đó, nó bụng quá. Rồi lấy hết 3 miếng ra luôn. Đây là dĩa bánh pizza. Dọn ra bàn ăn thôi. Rồi để xem, ăn bánh pizza thì phải ăn với tương ớt hoặc tương cà. Em bé chưa ăn được tương ớt nên mình sẽ lấy tương cà ra ăn thôi. Đây tương cà. Còn trứng hả? Trứng thì phải ăn với lại muối tiêu. Mình lấy muối mình rắc vô trước. Rồi sau đó mình lấy hủ tiêu. Hủ tiêu này là hủ tiêu đỏ, mình rắc lên sau, vậy là thành muối tiêu. Còn rau luộc hả? Rau luộc thì phải ăn với nước tương. Cho xịt xịt nước tương lên. Nè bé Út ơi, anh nấu xong rồi, mình xuống mình ăn thôi. Yeah yeah yeah, anh hai giỏi quá, anh hai nấu ăn giỏi quá. Đi 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 xuống ăn, không biết có ngon không nữa. À, em ăn bánh pizza. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Rồi bây giờ em sẽ ăn con cua. Em thích ăn con cua lắm. Con cua này chín có màu đỏ ngon quá. Cua ngon quá, ngon quá. À, em sẽ ăn cái nấm ngọt lắm đây. Cái nấm này nhìn ngon quá. Ăn thôi, ăn thôi. À, no bụng rồi, no bụng rồi. Vậy hả? Vậy ăn xong phải uống nước nè, uống đi. No quá, no quá. Anh hai ăn đi. À được rồi, anh đút em nó xong rồi. Bây giờ anh sẽ ăn đây, anh ăn bánh pizza. Ngon quá. Anh sẽ ăn cộng hành luôn, cộng hành này thơm lắm nè. Ngon quá, anh cũng no bụng rồi. Bây giờ em có muốn gì không nói đi, anh sẽ làm cho. Vậy thì bây giờ anh em mình ra sân chơi đi. Em ăn em no rồi. Ok, vậy đi thôi. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh trang channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Na yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.